chơi. Cầu vừa xong nên cái cầu này gọi là cầu gì? Nó có tên gì? Ở đây hôm qua là cái bãi nghêu ở trên kia là bọn em ở đây hết là rồi. Cái bãi ngao còn ở trên kia là cái bãi nghêu. Này là của kiểm lâm trồng An Thới, ở đứng rồi là như là cụ chiến binh của ấp, rồi như là mình đứng đây là ngay cái cửa sông hàm luôn, rồi ra này nhìn bên kia là con đường, coi như là cái đó là cái điểm, rồi bên kia là Thành Phú, rồi bên đây là cái hồi xưa mà xưa tới nay gọi là cái bãi ngao. Vấn đề mà cái nước lên nó thường hay là lên cái tháng trướng là lên bữa 30 11 12 rồi ngày rằm ngày 16 17 là coi như là mấy ngày đó là nước lên cao, lên coi như là ngập mấy cái chỗ trên cái bãi mà mấy cái nhà của hộ dân ở. Thế trong ngày thì nước lên như thế nào anh? Trong và nó thay đổi như thế nào? Lên, ngày trước ngày sau?
ví dụ nước lên á, là lên ví dụ như là nước lớn lên trong vòng mấy tiếng hồ cái bắt đầu rút rút cạn. Cái nó lên vào tầm mấy giờ lên đó hả? Thì tùy theo bữa, thí dụ như ngày mùng 2 thì nước chiều là chiều vậy, lớn cho tới tối khoảng chừng 7-8 giờ sẽ rút. Thế hôm sau nó có cái lệch giờ đi không? Thí dụ hôm sau nó chậm hay là nhanh một tiếng so với hôm trước không? Thì coi như là nước lên rút nhanh. À. Rồi khi có là coi như là những cái ngày mà 25-26 là nước lúc đó là như sình nước đó, lúc đó là không có lên mà không có cạn. À, nó vẫn cứ giữ bình bình như vậy. Vâng. Trong một tháng là có 2 ngày, ngày 15 và ngày 30. Ngày 15 ngày 30. Vâng. Còn ngày 16 thì là nước nó... Ngày 16 thì từ ngày 15 đến 16, 17 trong mấy ngày nước lên. À, vâng. Ấp An Thới này thì sống về cái nghề biển. Rồi là thêm rồi có những bà con là không có làm biển thì đi là trồng dưa. Trồng có nghĩa là trồng rẫy á. Vâng, như là trồng màu á. Trồng màu. Vâng. Như là trồng củ cải hay củ sắn rồi vậy đó. Rồi có những cái hộ dụ như người ta có gia lớn thì người ta đi xa, còn cái hộ người ta có gia nhỏ thì người ta đánh lưới ba lưới bén gần gần. Vâng. Thế cái mùa này thì là ở ấp mình là đang ở nhà hay là ra biển rồi? Như là lúc này là ghe đi ra ngoài khơi hết rồi. À, lần nào em thấy đến đây cũng không thấy. Đây là tổ mười mấy à? Tổ mười mốt, mười lăm.
giờ quay cái gì? Quay mấy chỗ cơ sở kinh tế vậy. Chú hộ. Chú đi chú bồng lại lỗi nó có lớn có nhỏ nó lộn xộn hết xi măng ấy rồi câu hết rồi cũng hay là dở có số đường tàu cho đường ban điện thoại đi có gì đường ban gọi về xuống chứng minh bây giờ vậy ấy thì có gì ta chạy vô gì ta sắp có đường đơn nè không khác quá muốn vô công khác quá muốn tránh một không bốn 183 anh kêu con tính ở bữa nào chứ buồn sáu đám dỗ số đông tính bữa nào ba hộ nghèo nè anh báo chí xuống quay phim nè làm có mới đóng thế chứ còn là không có ta xin có ai ép không đâu rồi cấm đâu cho khỏi kinh tính móc kinh hay gì á quay kinh móc kinh á